Rồi, thân chào anh em, chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình nha anh em. Thì ngày hôm nay mình xin chia sẻ cách để mà kích các cái cục pin này nè anh em. Đây là những cục pin sạc mà mình mua được ở tiệm ve chai. Những cục pin này nó nằm ở trong cái cục xe đạp điện đó anh em. Khi mình mua về thì mình tháo ra rồi, bây giờ mình đo cái dung lượng đó anh em coi nè. Đây, đo dung lượng đó nè. Mình về dặn về cái thang đo 20V của thang đo DC nè anh em. Và kết quả mình đo anh em thấy nè. Nó hoàn toàn nó không có một cái động tĩnh gì trơn. Bây giờ mình lấy cái viên pin mà mình có nè, mình đo cho anh em coi nè. Đây là viên pin của mình nè. Đó, nó lên rồi không? Mặc dù nó có 1 mấy V nhưng mà nó vẫn nhảy. Mình sẽ lấy tiếp cái viên pin khác, mình đo cho anh em xem nè. Đây, đây là cái khối pin. Đấy. Đấy. Đấy, khối pin này nó có 3.4V nè. Đó, mình chưa sạc nữa. Như vậy là cái đồng hồ mình đo bình thường, nhưng mà mình đo những cái viên pin này thì không có viên pin nào lên hết trơn á. Thì trong đó có một số cái viên pin lên mình đã sạc nó rồi, còn những cái viên pin này nó không có lên. Và hôm nay mình sẽ kích nó lên. Chúng ta sử dụng cái máy này chúng ta hoàn toàn sạc không được nó đâu nè, nó không lên. Nè, bây giờ mình sẽ đưa vô cho anh em xem nè. Mình sẽ đưa vô nè. Nó báo nguồn nè. Đấy. Rồi nó đã chạm rồi đó mà nó báo không có lên. Không đưa lên được. Ha. Hoàn toàn là nó không có lên. Lấy viên pin khác để vô nó cũng vậy luôn nè anh em. Đây, mình lấy một cái viên pin này để vô. À, nó vẫn báo nguồn. Như vậy là rõ ràng là nó sạc không được ha. Nó sạc không vô và nó cũng không có cái nguồn ga luôn. Như vậy chúng ta vứt bỏ hay sao? Thì mình có kinh nghiệm trong cái vụ này, đó là mình sẽ đó là sử dụng một cái đó là mà cái mạch sạc đơn, mạch sạc bình thường, mạch sạc này 5V nè. Cục pin này nó là 1.5V. Nhưng mà dung lượng nó cao lắm. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đưa vào đây chúng ta sạc thử nè. Anh em thấy đây. Khi đưa vào đây thì cái đồng hồ nó đã nhảy lên rồi nè anh em. Đó, cái đồng hồ đó nó chuyển sang màu đỏ, anh em thấy không? À. Đó, đồng hồ đó đã chuyển sang màu đỏ. Như vậy là có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta sạc là nó có khả năng vô pin đó. Đó. Như vậy chúng ta kích nó lên đi. Kích nó lên được một thời gian rồi chúng ta sẽ là trở lại cái máy sạc. Chúng ta cố gắng kích nó lên ha. Mình sẽ để đây mình kích nó lên khoảng 10-15 phút gì đó cho cái viên pin này nó sẽ đó là nó nhảy cái số volt nó lên. Thì chúng ta đưa vào cái máy sạc Litokala đó thì mình bảo đảm nó sẽ đó là sạc vào pin cái viên pin này nha. Rồi bây giờ mình sẽ tạm thời mình để đây nha anh em. Rồi mình sẽ chờ một cái thời gian rồi mình sẽ đó là quay trở lại mình kiểm tra. Và trước khi mình kiểm tra đó thì mình cũng xin chia sẻ cái vấn đề đó là mình mua cái dây chai về thì không phải là những viên pin này nó hư hết đâu, mà có những viên pin mình sạc nó vô bằng cái máy này nha anh em. Bây giờ mình lấy 1-2 viên mình sẽ test thử cho anh em xem nè ha, để chứng minh cái điều mình nói. Để không thôi một số anh em nói mình đó là cái máy này sạc này không được, sạc vẫn được nha. Mình khẳng định là cái máy này sạc cho pin này vẫn được bình thường, mà những viên pin này sạc nó không vào ha. Mình cũng có muốn vứt rồi đó, nhưng mà mình đã tìm được cái cách để mà kích nó lên ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy mình chứng minh cho anh em xem nè. Và đây nè anh em, đây là 2 cái viên pin mình đã sạc bằng cái máy sạc đó. Một cái thì nó có dung lượng là 3.500, một cái một viên thì nó có dung lượng là 3.751. Và mình khi mà mình đặt vào cái máy sạc này thì nó sẽ lên nè, mình đặt cho anh em coi nè. Đây ha. Đây anh em thấy nè. Đó, nó nhảy lên rồi không? 1.33V nè. Nội trở của nó chỉ có 45mA và gì milliohm nè. Pin cực tốt luôn á. Và nó sạc vô bình thường nè.
anh em thấy nó sẽ nhảy lên nè. Đó, mình sạc được bình thường nha. Như vậy là mình đã sạc được rồi đấy. Đó, nó nhảy lên nè, anh em thấy không? Nó nhảy 100A lên rồi đó. Sạc được bình thường. Chứ không phải là chúng ta sạc không được ô mô Phật. Máy mình mua tới mấy trăm ngàn đó. Đừng đùa. Đây nè, dương pin này cũng vậy nữa nè. Mình sạc nó lên nha. Đó, anh em thấy không? Nhảy lên thấy không? 35 là MR nè. Không phải là pin này mà mình kích nó lên được không đâu. Mà pin là mình xin chia sẻ luôn. Những cái viên pin này mình kích nó cũng lên được luôn nha anh em. Đây là con pin nằm trong xe đạp, nó cũng là 1,5V luôn nè. Rồi mình mua về là có viên là chúng ta hoàn toàn đo nó không còn ha. Đâu mình thử mình thí nghiệm cái viên pin này coi. Rồi bây giờ mình thử mình cái viên pin này coi. Viên này thì mình mới tháo ra, mình chưa có ấy. Mình cũng đã sạc những cái viên pin này rồi ha. Thì bây giờ mình làm tới những cái pin này thì mình test cho anh em xem, cho anh em nó là biết thôi. Viên pin này thì nó lên rồi anh em, mới cắn vô nó lên rồi, nó chạy lên dù dù luôn thấy không. Nhưng mà có những viên nó không lên nha. Đó, nó lên. Viên pin này nó còn nội trợ nó là 82mAh nè. Rồi. Như vậy là cái vấn đề chúng ta là chúng ta sẽ đợi chờ cái viên pin này khoảng 10 đến 15 phút thì chúng ta sẽ đảo lại nha anh em, để mà chúng ta kiểm tra thử coi nó có lên được hay là không ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi một chút nha anh em. Rồi anh em ơi, nãy giờ thì mình cũng chờ một cái thời gian cũng hơi lâu lâu rồi. Cũng tầm từ 8 đến 10 phút gì rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình kiểm tra cái viên pin đó coi nó có xe thế nào anh em. Mình nó con dân còn đang sạc nè. Bây giờ nó xuất ra. Đây, nó sạc thì nó đỏ nè. Tháo ra thì nó xanh nè. Đó. Bây giờ chúng ta tiến hành đo nó thử coi. Nó có lên được ampere không? Hồi nãy đo thì nó không có lên được. Đó, nhảy lên này kìa. 1A kìa. Ý lộn 1V này kìa, 0,9 gì kìa. Đó. Nè thấy chưa? Nè đồng hồ nè. 1,2 gì kìa. Đó, bây giờ mình đưa vô cái máy này mình sạc thử coi. Bây giờ là mình sẽ sạc bằng cái máy đa năng này coi. Dạ. Chắc bỏ luôn cái máy của mình quá. Đây, lên rồi nè anh em. Ngon lành chưa? 29mΩ nè. Dạ, mình chờ đó coi nó có vô được cái dòng sạc, nó có vô đó, nó nhảy lên cái này là nó vô rồi nè. Bảo đảm với mấy bạn luôn. Mình xài cái máy này mình biết nè. Bây giờ nó sẽ nhảy vô nè. Đó, nó vô 1A rồi nè. 1mA chứ lộn. 1A thì nhiều lắm. Đó, ngon lành rồi nè anh em. Thấy chưa? Ok. Rồi, như vậy là vừa qua mình đã chia sẻ với tất cả mọi người cũng như anh em cách để mà chúng ta kích các viên pin này lên, cũng như phục hồi nó để mà sử dụng nha. Đó, anh em gặp trường hợp này anh em đừng có vứt bỏ nha. Làm theo cách của mình thì bảo đảm nó sẽ lên thôi. Rồi, thân chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong các video clip tiếp theo của mình. Thân chào, tạm biệt.